Xin chào các em, chào mừng các em đến với là dạy hay chấm cơm. Hôm nay cô và các em cùng nhau bước vào phần Skill 1, Unit 3, Peoples of Vietnam, trang số 32, sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 chương trình mới. Thì phần đầu tiên chúng ta cùng nhau tìm hiểu là phần Reading, là phần đọc. Number 1, work in pair, answer the questions, làm việc theo cặp và trả lời những câu hỏi sau. Number 1 đó là where do the Thai people live? Đó là người Thái thì sống ở đâu? Và number 2 đó là what is their population? Đó là dân số của họ. Em sẽ dịch là dân số của họ là bao nhiêu ha. Rồi, câu đầu tiên đó là người Thái thì sống ở đâu? Thì người Thái thì họ sẽ sống ở khu vực miền núi phía Bắc. Thì cô sẽ trả lời câu này là they live in the northern mountainous region. Task 1. Câu số 1 đó là they live in the northern mountainous regions. Đó là họ sống ở khu vực miền núi phía Bắc. Rồi, tiếp theo. Câu số 2 đó là what is their population? Đó là dân số của họ là bao nhiêu? Thì người Thái sẽ có dân số là khoảng 1,5 triệu người. Vậy câu số 2 chúng ta sẽ trả lời là the Thai have a population of about 1.5 million people. Đó là người Thái sẽ có dân số là khoảng 1,5 triệu người. Right. Now read the text and check your answer. Và bây giờ chúng ta sẽ đọc bài văn và kiểm tra đáp án của bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc bài này nhé. The Thai have a population of about 1.5 million people living in the provinces of Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Hòa Bình, Thanh Hóa and Nghệ An. The Thai language belongs to the Tây Thai group. Và đoạn số 1 là gì? Đề số 1 ở đây thì người ta nói về người Thái, dân số của người Thái ha. Vậy người Thái sẽ có dân số là khoảng 1,5 triệu người sống ở các tỉnh như là Lai Châu nè, Sơn La, Yên Bái, Hòa Bình, Thanh Hóa và Nghệ An. Và ngôn ngữ Thái thì thuộc về nhóm người Tày và Thái. Vậy câu đầu tiên thì chúng ta đã trả lời một cách chính xác, đó là người Thái sống ở đâu? Thì mình nói là người Thái, là về dân số. Câu số 2, câu số 2 là dân số là khoảng 1,5 triệu người. Rồi tiếp theo, đoạn thứ 2 là the Thai are experienced farmers. They dig canals to bring water to their fields. Their main food is the rice, especially sticky rice. The Thai also grow other crops or burned out land. They raise cattle and poultry for their own use. They also make bamboo items and weave clothes. Thai cloth is well known for being unique, colorful and strong. Rồi bây giờ cô sẽ dịch đoạn 2 nhé. Thì người Thái là những nông dân đầy kinh nghiệm. Họ đào những cái kênh để mà mang nước cho đồng ruộng của họ. Rồi thức ăn chính của họ là cơm và đặc biệt là xôi. Và người Thái thì cũng trồng những cái vụ mùa khác trên những cái vùng đất cháy của họ. Và họ cũng chăn nuôi gia súc và gia cầm do chính họ gọi là for their own use. Ở đây chúng ta sẽ dịch là để sử dụng riêng cho họ. Và họ cũng làm những cái món đồ, items. Ở đây là mình sẽ dịch là họ cũng làm những cái dụng cụ đi, dụng cụ bằng tre hoặc là những cái hoặc là đan vải. Thì vải của người Thái rất là
nổi tiếng vì cái tính độc đáo, nhiều màu sắc và chắc chắn. Lại tiếp theo là recently Thai men refer to wear the king style of dress while Thai women keep their traditional customs including short blues, long skirt, scarf and ornaments. The Thai live in the houses on stilts. Their villages compile 40 to 50 houses, usually built side by side. Recently đó là gần đây. Gần đây thì đàn ông người Thái thì thích mặc cái quần áo theo phong cách của người Kinh, và trong khi phụ nữ người Thái vẫn giữ nguyên những cái trang phục truyền thống của họ, bao gồm như là áo choàng ngắn, cái này áo choàng ngắn, rồi váy dài, khăn và trang sức. Và người Thái thì sống trong những ngôi nhà sàn, House of the Stilts là nhà sàn, và những ngôi làng của họ có khoảng 40 hoặc là 50 ngôi nhà, thường thì được xây cạnh nhau. Tiếp theo mình có The Thai worship their ancestors every year. They hold festivals and ceremonies with alternating songs between boys and girls and many traditional games. Đó là người Thái thì sẽ thờ cúng tổ tiên, và mỗi năm họ tổ chức những lễ hội và những lễ kỷ niệm với những bài hát gọi là giao duyên giữa nam và nữ, và nhiều trò chơi truyền thống khác. Rồi, đó là nội dung của bài đọc. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo. Đó là phần complete each sentence using a word from the text. Bài tập số 2 yêu cầu chúng ta là hãy gọi là hoàn thành mỗi câu và sử dụng những từ ở trong bài văn. Câu số 1 đó là The Thai are good, they grow different crops. Đó là người Thái thì sẽ tốt với cái gì? Ở đây là người Thái thì sẽ là những người tốt với cái gì, và họ sẽ trồng những hoa màu khác nhau. Vậy ở đây chúng ta sẽ nhìn lại đoạn số 2 thì chúng ta thấy là The Thai nè, are experienced farmers. Đó là người ta nói là người Thái là những người nông dân rất là giàu kinh nghiệm. Vậy ở đây cái từ good thay cho cái từ experience. Vậy đây thì mình sẽ có là người dân tộc Thái là những người gọi là nông dân giỏi hoặc là nông dân giàu kinh nghiệm, như là ở phía trên người ta đề cập nè. Thì ở đây mình sẽ dùng farmers. Farmers. Và họ sẽ là trồng những hoa màu khác nhau. Number 2 đó là they can make household items from the tree. Đó là họ có thể làm những vật dụng gia đình bằng từ cây gì? Thì ở đây mình sẽ nhìn lại. Họ sẽ có thể làm từ đây. They also make bamboo items. Đó, vậy chúng ta thấy là họ có thể làm những vật dụng trong nhà bằng bằng từ cây tre. Vậy mình sẽ có từ bamboo tree, bamboo tree. Number 3 đó là the Thai live in houses. Đó là người Thái sẽ sống ở nhà gì? Thì chúng ta thấy là người Thái sẽ live in house on stilts. Đó là người Thái sẽ sống ở nhà sàn. Vậy từ cần điền ở đây là stilt. Number 4 đó là they have a rich culture including folk and games. Đó là họ sẽ có một cái nền văn hóa phong phú bao gồm những cái gì đó và trò chơi dân gian. Ở đây mình sẽ xem coi họ sẽ có những cái gì. Đây, họ sẽ có những bài hát ha, between boys and girls and many traditional games. Vậy mình sẽ có những bài hát và những trò chơi truyền thống. Vậy ở đây mình thiếu songs, những bài hát. Number 4 đó là many festivals and are
held by the Thai people every year. Đó là gì? Nhiều những cái lễ hội và nghi lễ thì sẽ được tổ chức bởi người Thái mỗi năm. Thì đây mình sẽ có thấy là tổ chức nè, festival, lễ hội và ceremony, đó là những cái nghi lễ. Vậy từ còn thiếu đó là từ ceremony. Tổ chức những cái lễ hội và những nghi lễ thì sẽ được tổ chức bởi người Thái mỗi năm. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển đến bài tập số 3, đó là answer the questions. Trả lời những câu hỏi sau. Câu số 1 là do the Thai people have their own language? Câu số 1 là câu trả lời, câu hỏi yes, no. Vậy người ta hỏi gì? Người Thái có ngôn ngữ riêng hay là không? Thì câu trả lời đó là đương nhiên là mỗi dân tộc thì sẽ có mỗi ngôn ngữ khác nhau. Thì người Thái cũng vậy. Người Thái sẽ có ngôn ngữ khác chứ. Vậy thông tin của câu số 1 là ở đâu? Thông tin của câu số 1 thì nằm ở đoạn cuối của đoạn 1, đó là đây. The Thai language belong to the Tày Thai group. Vậy là ngôn ngữ của người Thái là thuộc về nhóm của người Tày và người Thái. Vậy chúng ta sẽ trả lời câu này. Đây, cô sẽ khoanh nhé. Đây là ý trả lời câu số 1. Vì đây là câu hỏi yes, no, cho nên chúng ta sẽ trả lời là yes, they do. Task 3. Number 1. Thì chúng ta sẽ trả lời là yes, they do ha. Number 2. What is the main food of the Thai people? Đó là người ta hỏi gì? Thức ăn chính của người Thái là gì? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc đoạn số 2, tại vì đoạn số 2 là nói về thức ăn. Vậy thức ăn chính của người Thái là gì? Ở đây người ta nói là the main food nè. The main food is rice và especially là sticky rice. Vậy thức ăn chính của người Thái đó là cơm và đặc biệt là xôi. Và chúng ta sẽ trả lời câu này là their main food is rice và especially sticky rice và đặc biệt là sticky rice ha, là xôi. Tiếp theo number 3. What is the Thai clothes well known for? Câu số 3 đó là vải Thái thì nổi tiếng về cái gì? Thì vải Thái thì sẽ nổi tiếng về, vẫn nằm ở trong đoạn 2 luôn, nhưng mà là đoạn cuối của đoạn 2. Vậy vải Thái thì sẽ nổi tiếng về cái độ là độc nhất, có nhiều màu sắc và chắc chắn. Và chúng ta sẽ trả lời câu này. Câu số 3 thì chúng ta sẽ nói là it is well known for being unique colorful and strong. Thì vải Thái sẽ nổi tiếng về cái gọi là độc đáo nè, đầy màu sắc và bền, có nghĩa là chắc chắn, bền chắc chắn. Tiếp theo mình có câu số 4, đó chính là which still wear their traditional costume, Thai men or Thai women. Câu số 4, đây là câu chọn lựa ha. Which đó là ai vẫn mặc trang phục truyền thống, người đàn ông hay là người phụ nữ. Thì ở đây chúng ta sẽ xem đoạn 3 là nói về trang phục của người đàn ông và người phụ nữ. Vậy ở đây recently, gần đây thì người Thái thích mặc những cái bộ đồ của người Kinh ha, kiểu như là những cái váy nè, phong cách của người Kinh, trong khi nè, ở đây là gần đây cái người đàn ông ở Thái thì thích mặc những cái phong cách váy của người Kinh
Nhưng mà trong khi là người phụ nữ Thái thì vẫn giữ những cái phong tục truyền thống, và cái người giữ phong tục truyền thống thì đó là Thái woman ha. Và chúng ta sẽ trả lời câu số 4, đó là Thai woman, Jew. Câu số 5. Câu số 5 là who do the Thai worship? Câu số 5 đó là người Thái thì thờ cúng ai? Thì nó nằm ở đoạn thứ tư. Và chúng ta thấy là người Thái sẽ thờ cúng ai đây? The Thai worship their ancestors. Vậy họ sẽ thờ cúng tổ tiên của họ. Thì câu này chúng ta sẽ trả lời đơn giản thôi. Đó là they worship their ancestor. Họ sẽ thờ cúng tổ tiên của họ. Right. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập tiếp theo là bài tập speaking, bài tập nói. Number 4 là read some facts about the Puvangkiu people and the Khmer people. Bài tập số 4 là đọc vài những vài một số cái thực tế về dân tộc Puvangkiu và người Khmer. Và chúng ta sẽ cùng nhau đọc bài này. The Puvangkiu people, đó là nhóm dân tộc và dân tộc Ru Văn Kiều ha. Population là about 74,500. Đó là về dân số thì khoảng 74.500. Regions là về tôn giả. Regions ở đây là về khu vực. Khu vực là Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Language ở đây là Mon Khmer Group. Đó chính là ngôn ngữ chính thì sẽ là nhóm Khmer, nhóm môn Khmer. Rồi product activity đó là hoạt động sản xuất, thì mình có là growing rice, đó là trồng lúa nè, tearing fields là ruộng bậc thang. Rồi raising cattle and poultry, đây là việc nuôi gia súc, gia cầm và làm đường. Tiếp theo mình có festivals, lễ hội là ceremony held before sowing seeds. Lễ hội ở đây là các nghi lễ thì sẽ được tổ chức trước khi chúng ta gieo hạt ha. Gieo hạt. Rồi phần sau đó là Khmer people là người Khmer. Population, dân số là about 1,260,600, tức là phải 1,260,600,000. Và regions ở đây là khu vực. Khu vực là province of Mekong Delta, là khu vực ở đồng bằng sông Mekong. Language đó là Mon Khmer Group. Writing system, nhóm môn Khmer và hệ thống chữ viết. Production activities đó là hoạt động sản xuất, là cũng là growing rice là trồng lúa nè, raising cattle and poultry making sugar. Vậy đây là gì? Đây là trồng lúa, nuôi gia súc, gia cầm và làm đường. Festival ở đây là two main holiday, Chao Nam Thơ, Hime New Year and Greeting the Moon Festival. Lễ hội ở đây là sẽ có hai lễ hội chính là chào năm mới, New Year là năm mới, và lễ hội mừng ánh trăng, Greeting the Moon là mừng ánh trăng. Work in group, choose one of the two ethnic group and talk about it. Đó là làm việc theo nhóm và hãy chọn một trong hai cái nhóm dân tộc và nói về nó. Thì ở đây cô sẽ chọn người Khmer ha. Vậy đây cô sẽ nói như thế nào đối với bài này? Task 4. Người Khmer. Thì cô sẽ nói là Khmer people have a. Đầu tiên thì cô sẽ nói về population trước. Ở population ở đây là khoảng 1,260,600,000. Thì đây cô sẽ giới thiệu là Khmer people have a population of about 1,260,600 people. Right, they mostly live in
province sits off Mekong Delta. Their language is Mon Khmer. Group and the writing system they rise raise cattle and poultry make sugar for living. They have two main festival. Chào năm mới đó. Đây có nghĩa là New Year là năm mới. And greeting the Moon Festival. Về tất cả những dữ kiện ở đây thì cô dựa vào bài đọc hết. Về dân số, rồi về khu vực, về ngôn ngữ, về những cái hoạt động sản xuất và về lễ hội. Thì cô nói cái gì? Khmer people have a population of about 1,260,600. They mostly live in the provinces of Mekong Delta. Their language is Mon Khmer group and the writing system. They grow rice cattle and poultry, make sugar for living. They have two main festivals, Chào Năm Mới, New Year, and Creating the Moon Festival. Rồi, bài này thì cô nói về dân tộc Khmer thì có dân số khoảng 1,260,600 và họ sống chủ yếu ở các tỉnh đồng bằng sông Mekong. Và ngôn ngữ của họ là thuộc nhóm Khmer. Ngôn ngữ của họ là thuộc nhóm Môn Khmer nha, Môn Khmer. Và hệ thống chữ viết của họ, họ trồng lúa, nuôi gia súc và gia cầm. Họ trồng lúa, nuôi gia súc và gia cầm. Và làm đường để mà sinh sống. Và họ cũng có hai lễ hội lớn, đó là chào năm mới, New Year, và lễ hội mừng ánh trăng. Rồi, đó là cô đã hoàn thành xong bài tập số 4. Bây giờ chuyển sang đến bài tập số 5 là Talk about your own ethnic group. Đó là nói về nhóm dân tộc riêng của bạn. Thì ở đây cô sẽ ví dụ là nhóm dân tộc riêng của tôi là người Việt ha. Vậy cô sẽ có ví dụ như sau. Task 5. Cô sẽ nói là my own ethnic group is the Việt. The Việt live everywhere in the country. They have the largest population they have many kinds of food from north to south. They often celebrate many festivals during the year.
They have the traditional custom. Là áo dài này, áo bà ba. Và đây cô nói về my old ethnic group is the Việt. The Việt live everywhere in the country. They have the largest population. They have many kinds of food and north to south. They often celebrate many festivals during the year. They have the traditional custom. Áo dài, áo bà ba. Rồi cô sẽ dịch đoạn này. Đó là nhóm dân tộc riêng của tôi. Đó là người Việt. Và người Việt sống ở mọi nơi trên đất nước. Và họ có dân số lớn nhất. Họ có nhiều loại thức ăn từ Bắc vào Nam. Và họ thường tổ chức nhiều lễ hội suốt cả năm. Họ cũng có trang phục truyền thống như là áo dài và áo bà ba. Rồi như vậy là cô đã hoàn thành xong tất cả các phần bài tập trong phần Skill 1 Unit 3 Peoples of Vietnam trang số 32 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 chương trình mới. Các em hãy truy cập vào lời giải 2.com để tìm hiểu những bài mới nhất nhé. Chúc các em học tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video bài giảng tiếp theo.